Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5, tức là từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5 đạt hơn 18 tỷ đô la, tăng gần 41%, tương ứng tăng 5,23 tỷ đô la so với kỳ 1 tháng 5 2022. Xuất khẩu kỳ 2 tháng 5 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,23 tỷ đô la Mỹ, tương ứng tăng 68%. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 628 triệu đô la Mỹ, tương ứng tăng hơn 42%. Hàng dệt may tăng 493 triệu đô la Mỹ, tương ứng tăng hơn 37%. Điện thoại các loại và linh kiện tăng 425 triệu đô la Mỹ, tương ứng tăng gần 23%. Giày dép các loại tăng 384 triệu đô la Mỹ, tương ứng tăng hơn 44%. Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 153 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17%, tương ứng tăng tới gần 22 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021.